Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy hút ngực cầm tay nha. Cái máy này nó sẽ có hai đầu này, một một bầu bầu lớn và một bầu nhỏ. Thì các bạn khi mà bạn sử dụng bầu, các bạn để hai cái khớp này nè, mình gắn vô nha. Này nó có hai cái khớp. Rồi mình vặn lại cho nó chặt nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy hút ngực cầm tay nha. Cái này này khi các bạn chế độ bật lên, bật lên đó, máy sẽ hoạt động. Và đây nó sẽ có hai cái chế độ hút. Ở mức này thì gọi là cái máy nó sẽ là vừa hút vừa nhả, vừa hút vừa nhả vậy đó. Rồi khi nào các bạn muốn hút mạnh thì các bạn bật chế độ này lên này, đẩy lên. Ở chế độ này là nó hút rất là mạnh. Còn các bạn khi mà đang hút, nếu các bạn muốn nhả ra hơi, nhả hơi ra, các bạn nhấn nhấn giữ cái này này là nó sẽ nhả hơi ra, là các bạn lấy máy ra. Rồi còn nếu mà các bạn muốn thi bầu ngực thì các bạn vặn ra. Rồi khi mình gắn vô, nó có cái khớp này nè, gắn vô này nè, đó nó sẽ có cái khớp, các bạn để ý đúng khớp nha. Rồi đúng khớp rồi mình vặn thôi. Rồi